Đi đâu về? Tao đi rừng mà. Làm gì? Thì tao đi đào xâm đất. Tay sạch đấy. Thì có tìm thấy gì đâu. Về tay không mà. Tao ở lại. Đi đâu vậy? Thì tao đi rừng thật mà. Chúng mày cứ nghi ngờ, dình dập tao. Tao mỏi mệt lắm rồi. Tao muốn được nghỉ ngơi. Đi nốt chuyên hàng ở trong bọn tao. Rồi muốn gì cũng được. Nghỉ ngơi thoải mái. Từ khi thằng Vinh bị bắt, biên phòng đã đẩy đến tao rồi. Tao không đi được đâu. Mày muốn trượt đường sống của cả con mày và cháu mày. Anh đang làm cái trò gì thế hả? Cố tình bám theo tôi, phá hỏng chuyện của tôi. Để cho tôi yên. Cái mạng của tao, mày muốn lấy lúc nào cũng được. Nhưng tao xin mày, tha cho chúng nó. Tao hỏi lần cuối, đi không? Tao xin. Thằng Vóng là bạn của ông chủ. Chúng mày đã hại thằng Vinh rồi thì phải tha cho bố nó chứ. Nếu không thì sao? Thì xem có thêm một đứa nữa phải nằm xuống ở chỗ này. Hoặc là tao, hoặc là mày. Thằng Đoàn muốn mượn lão này để đánh lạc hướng bọn biên phòng thôi. Đó là việc của ông chủ. Mày đừng tưởng là tao không biết mày đi đâu và gặp ai. Ông chủ muốn mày ở yên ở trong nhà, tuyệt giao với con Phương, tránh xa bọn biên phòng. Trái lệnh thì mày biết thế nào rồi đó. Nước nôi gì cả. Bệnh của chị là phải nghỉ ngơi đấy. Không đi nương được đâu. Tao không nghỉ được. Tôi nghĩ chị bị thoát vị địa đệm. Phải xuống bệnh viện khám mới chữa dứt điểm được. Lấy tiền đâu mà đi viện? Thằng chồng tao được đồng nào nó đổ hết vào mồm rồi. Bố con ở đâu? Dưới hạ Hàn có người mới chết. Nó đưa thằng giấy đi ăn cỗ trực rồi. Đấy. Chị thấy không? Nó chỉ thích rượu thịt. Chỉ lo cho bản thân nó. Còn chị đau ốm như thế này, nó có thèm quan tâm đâu. Chị bỏ nó đi. Chị định sống khổ như thế này mãi à? Không việc gì phải chịu cả. Xã hội bây giờ khác rồi. Đừng sợ. Thả bỏ đi. Sống một mình nuôi con còn sướng hơn ấy.
Yên tâm, có chú đây rồi. Tao không sợ bằng này đâu. Các anh định làm gì? Thu nợ. Ai nợ anh? Bố mẹ thằng này thế chấp cái nhà này vay tiền gia đình tôi, nên tôi phải lấy lại. Lấy lại để còn làm gương cho những người khác. Cán bộ có biết cái đất này bao nhiêu người nợ gia đình tôi không? Có tôi ở đây, không ai được phép bước vào đây lấy căn nhà này. Này cán bộ, nếu cán bộ khôn ra ấy thì để cho thằng bé có tí thời gian nó dọn đồ. Anh có biết vì sao bố mẹ Trà và Vừ nợ một khoản tiền lớn như vậy không? Cũng là do hủ tục. Ông nội Trà Vừ chết đột ngột. Nghe thầy cúng nói phải cúng đủ 7 ngày nếu không muốn họ tộc mất thêm người. Sau đấy mẹ của Trà Vừ lại ốm nặng, lại phải đi vay, nợ chồng nợ. Cuối cùng thì phải đi làm thuê, giao tính mạng mình cho người khác. Cán bộ đọc đi. Sao ạ? Đã đủ thuyết phục chưa ạ? Bọn mày vào trong nhà xem gia chủ có cần dọn cái gì không thì giúp người ta. Đẹp trai đấy. Chú Cảnh! Chú Cảnh! Chú làm gì đi sao? Con bình tĩnh đi. Để chú báo cáo việc này lên ban chỉ huy đồn. Vư! Vư! Sao ngay từ khi lên đây anh đã đặt nghi vấn vào nhà Trà Vư? Với kinh nghiệm nhiều năm đánh án ma túy, tôi nhận định vị trí nhà của Trà và Vư rất thuận tiện cho việc trung chuyển tập kết ma túy từ bên kia biên giới sang. Và với linh cảm của tôi, Đoàn không phải là ông trùm của đường dây này. Người đứng sau đường dây này nhất định phải là người có tầm ảnh hưởng lớn ở Mường Luông. Chỉ cái thằng Hùng hẹn mình ra đây xong rồi ú tim thì trốn đâu rồi? Thằng Hùng ơi, trốn đâu rồi? Tôi đây. Ô, đây rồi. Thằng Hùng đây rồi. Đây là sự thật, cái này giấc mơ thế nhỉ? Ôi trời ơi, sự thật đây rồi. Trời ơi, sao mà đẹp thế này? Ôi trời ơi, cảm giác nó hỗn độn như cám trộm ngô. Vừa sướng vừa sợ. Ôi, thôi thôi, mình có vợ rồi. Mình có vợ rồi, tha cho mình đi. Mình không muốn sướng một lần xong rồi chết đâu. Tha cho mình đi con ma sắc chồng ơi. Sợ quá. Có muốn cái này không? Diều. Thằng Hùng. Một lúc thì có cả hai thằng Hùng. Lăng Phương, mày ghét tao nắc diều, sao tự nhiên mày lại cho tao diều? Mày muốn gì ở tao? Không chỉ có rượu đâu, mà còn có cả cái này nữa. Mình không dính đến ma túy đâu. Không phải. Đừng giả ngu. Ở cái đất Mường Luông này, anh biết nhiều chuyện. Tôi chỉ cần anh nói với tôi, Lão Hề và thằng Đoàn
đang làm gì. Anh sẽ có số tiền này để mua rượu. Anh còn sống được đến ngày hôm nay là vì anh không dính líu gì đến ma túy. Tôi biết được đó. Nên tôi chỉ cần anh giúp tôi tìm hiểu sự thật về cái chết của bố tôi. Đi mà hỏi lạ vòng ý. Chơi thân mình lạ vòng thế cơ mà. Thế là ông Vóng có liên quan đến cái chết của bố tôi. Ông Vóng làm việc cho lão Hề, đúng không? Không biết. À gì? Gì? Bố tôi thì có liên quan gì đến lão Hề? Thì bố mày cứ hay đi lấy thuốc ở trên nương nhà ông Hề mà. Trước kỳ hôm bố mày ngã trúng vực chiếc, tao còn bẻ ngô cho nhà lão Hề. Tao nhìn thấy bố mày mà. Được chưa? Như vậy là lão Hề có liên quan đến cái chết của bố tôi đúng không?